Theo sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Nam Định trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Nam Định. Thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Sò dự kiến được xây dựng kết nối các huyện giao thủy Hải Hậu. Theo bản đồ nêu trên, đây là cây cầu trên tuyến đường vành đai 4, kết nối thị trấn Yên Định, thị trấn Quất Lâm theo quy hoạch. Cụ thể, theo dự kiến quy hoạch nêu trên Tuyến đường dẫn lên cầu dự kiến đi qua khu vực chân cầu Hà Lạn. Đây là điểm giao cắt giữa đường bộ ven biển với quốc lộ 37B. Tuyến đường dẫn này chủ yếu đi qua đất thủy sản và một số nhà dân thuộc xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu. Tuyến đường dẫn lên cầu vượt sông Sò giao cắt với đường bộ ven biển đoạn qua xã Hải Phúc, đoạn cách cầu Hà Lạn khoảng 1,3 km. Vượt sông Sò, cầu nối sang khu vực hiện là cánh đồng muối đây là khu vực được quy hoạch cụm công nghiệp thịnh lâm thuộc địa bàn thị trấn quất lâm tương tự bên phía huyện giao thủy cầu vượt và đường dẫn cũng chủ yếu đi qua đất nông nghiệp thuộc thị trấn quất lâm theo dự kiến quy hoạch đây là cây cầu sát với cửa biển hà lạn bên phía thị trấn quất lâm cầu nối vào khu vực đê biển thị trấn gần với trạm đèn biển đáng chú ý bên phía thị trấn quất lâm tuyến đường kết nối lên cầu vượt sông sò dự kiến sẽ đi qua khu vực bãi biển quất lâm